Chào mọi người, mình về được cây 551, nhìn cũng liền lạc không bể vỡ gì, làm đã tin đây. Đấy, sen còn được 50%, 60% nữa. Đấy, thắng hoàn chỉnh. Đây mình vỏ e gió, lọc gió đây mọi người nha. Đây mình đã thay da bơm. Đấy, thay cái da bơm thôi, nó chai rồi thay cái da bơm, nhớt nhớt đầy đủ. Đây là về nó gãy cái tay cầm, tay cầm này nó bị gãy, mình đã đem đi hàn lại và mình sơn lên, nó đụng cái khăn nó sần sùi để mình khắc phục lại cái vấn đề này cho nó đẹp, còn không thì mình sẽ sơn màu đen lên cho nó nổi bật cái chỗ này này. Đấy, tháo ra sơn màu đen rồi nó bể cái này. Đấy, nhớt lam hơi hám, ok. Rồi mình test cho mọi người xem nhé. Ai kết thì alo cho mình. Đây, này là từng ba hơi nhiều nhớt nên có khói, nhưng mà máy mình lúc nào mình về mình cho nhiều nhớt một tí để nó bảo vệ được cái trái nhân tông. Còn mọi người về muốn thế nào thì tùy mọi người. Nhớt nó còn nhớt Nhật luôn nha mọi người, chứ không phải nhớt Việt Nam nhá. Nhớt bên nước ngoài người ta xài nó đặc lắm, nó đặc xịt nè, mà nó sệt nó y như nhớt xe tải mình. Đấy, còn nhớt Nhật luôn, về vẫn còn xăng luôn mà, nhưng mình đổ rồi. Nhớt nó kẹo lắm, nhưng mà nhớt kẹo thì bôi tốt. Đấy, mọi người nên lưu ý xài cái nhớt, đừng xài nhớt thải. Xài nhớt thải nó hại cái bơm nhớt, với nó hành nó nhăn mòn lam, độ bôi trơn nó càng cao thì lam nó xài càng bền. Đấy, này nhớt này, nhớt nó ra rồi. Mọi người nếu mà kết con này alo cho mình nhé. Đẹp, nó chỉ có lỗi cái này rồi, cái này thì mình đã hàn rồi, bao xài bao gãy. Có nhiều cái về là bên đấy người ta tháo cái này ra người ta bỏ, nhưng mình là mình thích cái máy là nó có cái này, nhìn nó mới đẹp. Cái máy nó phải có cái này. Rồi chào mọi người nhé, 551 đây. Đấy mọi người xem đi. Đó, đây là lửa zin của nó nhá. Mình là mình chơi lửa zin chứ không chơi lửa mua của mua mới. Lửa zin hết, mình thích chơi đồ zin. Nó có sự ấm tay cầm nha mọi người. Cái này nó độc cái là có sự... Đấy. Lâu lắm rồi mà mình chỉ nhìn trên mấy anh đăng thôi, nhưng mà cái này nó có, nhưng mình bỏ rồi. Nó vẫn còn phát ra điện. Lấy cái xay này, dây này ra là lên máy là tẹt ra lửa, nó chắc nó tầm 12V. Cái này nó câu xuống đây luôn nè mọi người. Đấy. Mà mình bỏ rồi. Hai bên hai cái mà nó bị rách nè. Mình dán lại rồi, không sao hết, quan trọng là nội công nó thâm hậu là được, còn bề ngoài thì không quan trọng. Nhìn cái máy nó xấu nhưng mà bên trong nó lại đẹp. Có nhiều cái máy ở bên ngoài đẹp nhưng mà bên trong là lai xước nằm rồi đủ kiểu. Rồi chào mọi người nhé, quay chi tiết luôn đó. Rồi chào anh em, chào mọi người.